chào mừng mọi người quay lại với Radio Cầu Nguyện Cùng Giêsu với không gian thần thánh này. Hãy cùng nhau tìm hiểu và lắng nghe lời Chúa, nguồn cội của sự yên bình, hy vọng và tình yêu vô bờ. Trong không gian này, chúng ta sẽ chia sẻ những lời giáo huấn bổ ích, những câu chuyện đầy ý nghĩa và nhận được sự truyền cảm hứng và cổ vũ từ Chúa. Trước tiên hãy bấm thích video để xác nhận là bạn đang tập trung lắng nghe từng hơi thở của Chúa dâng tràn trong những lời giáo huấn, những lời an ủi và những lời hứa của Ngài. Cộng đoàn bắt đầu cùng suy niệm. Hôm nay Chúa đang nói với bạn thông điệp mạnh mẽ này. Đây là thông điệp dành cho những người có đức tin chân thật vào Chúa. Những ai xem video này đến cuối cùng sẽ nhận được phước lành và trải nghiệm những phép màu sẽ thay đổi cuộc sống của bạn. Còn cái yêu dấu của tôi, hôm nay tôi sẽ đến nhà bạn và thay đổi số phận của bạn. Lời cầu nguyện của bạn đầy đủ niềm tin và sự chân thành đã triệu hồi tôi đến đây. Hãy biết rằng tôi đến để cứu bạn, bởi tôi có quyền năng và ý chí để trở thành chìa khóa mở cánh cửa đến những phép lạ của cuộc đời. Niềm tin của bạn chính là chìa khóa, nhưng hãy hiểu rằng tôi yêu bạn rất nhiều. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, bạn cũng sẽ luôn tìm được sự an ủi trong tôi. Hãy like video nếu bạn tin vào Chúa. Bạn đang chịu đựng sự đau khổ và cần sự giúp đỡ của tôi. Tình yêu của tôi sẽ bao bọc và chữa lành bạn mà không phán xét. Sự hiện diện âu yếm của tôi sẽ ôm trọn bạn trong sự im lặng, không có lời chỉ trích. Bạn cần tai hữu tình của tôi, người sẽ lắng nghe kiên nhẫn mà không gián đoạn. Hãy nói với tôi những mong ước của bạn, vì điều đó là sự thật. Sức mạnh của bạn đã đạt đến giới hạn của nó, và đây là thời điểm để nhận ra nhu cầu của bạn. Tôi biết rằng bạn và gia đình đang trải qua một sa mạc tàn nhẫn, nơi sự cô đơn làm khô héo hy vọng. Tâm hồn bạn đang khát khao tình yêu do bạn phải chịu đựng nhiều sự bất công. Con đường đang cháy và bạn la thét khi bước trên những cục đá nóng đang làm chảy nước mắt. Tôi hiểu cảm giác của bạn, nhưng hãy tiếp tục đi bước và tin rằng ngay cả trong những thời điểm đau khổ này, tay tôi vẫn nắm lấy bạn. Tôi đến để bảo vệ bạn khỏi những kẻ thù tấn công và làm bạn bị tổn thương. Mọi thứ bạn đang trải qua chỉ là quá trình làm sạch. Gõ 333 để xác nhận. Giống như vàng chỉ sáng lên khi nó trải qua lửa, bạn cũng sẽ sáng lên và được làm sạch những tiêu cực còn đọng lại trong bạn. Tôi nói điều này không để làm mất lòng anh em bạn, mà để khuyến khích bạn giơ tay giúp đỡ những người đã ngã xuống. Hãy từ bỏ sự tức giận, sự kiêu ngạo, nỗi sợ hãi, nghi ngờ và thiếu niềm tin. Đừng nghĩ về quá khứ, bởi không có gì bạn đã trải qua có thể sánh với niềm vui bạn sẽ có từ ngày hôm nay trở đi. Hãy tìm những điều nhỏ và lớn trong cuộc sống của bạn để biết ơn. Hãy đi bước với lương tâm trong sáng, với những phẩm chất tốt đẹp trong trái tim của tôi. Bạn sẽ có giá trị hơn. Gia đình của bạn cũng sẽ có giá trị hơn và tương lai của bạn cũng sẽ có giá trị hơn tiền tài, tài sản, nhà cửa, nghề nghiệp, danh tiếng hay sự nổi tiếng. Đừng sợ mất đi những tài sản vật chất và đừng khóc vì chúng. Điều quan trọng nhất và có giá trị thực sự là tình yêu của bạn dành cho tôi. Hãy tìm kiếm tôi một cách nhiệt tình, vì tôi là người cung cấp cho bạn và bây giờ tôi sẽ cung cấp cho bạn những gì bạn cần. Tôi sẽ đáp ứng bạn với những phúc lợi chân thật, mở nhiều cánh cửa trước mặt bạn và đưa ra những cơ hội tốt đẹp. Những phúc lợi sẽ đổ xuống bạn dồi dào. Hãy chú ý đến những điều xảy ra xung quanh bạn. Hãy nhớ rằng tôi có thể biến những điều tiêu cực thành lợi ích cho bạn. Vì vậy đừng tuyệt vọng nếu ban đầu bạn gặp khó khăn. Đằng sau mỗi vấn đề và thất vọng, tôi đang giấu điều may mắn và những phúc lợi của đủ đầy. Hãy chuẩn bị sẵn sàng để quản lý một cách khôn ngoan những gì tôi ban cho bạn. Hãy tìm kiếm sự chỉ dẫn trong lời Ngài để tăng cường những món quà và tài năng của bạn. Gõ 444 để lãnh nhận ơn phước tôi đã đặt trong cuộc đời bạn. Đừng bị quyến rũ bởi những tài sản vật chất. Đừng đầu hàng trước danh tiếng và đừng lo lắng tích lũy nợ để mua những thứ vô nghĩa.
hãy tập trung vào những điều thật sự quan trọng, cố gắng nâng cao cuộc sống tinh thần của bạn lên một tầm cao mới. Nỗ lực để học hỏi từ lời của tôi và hiểu tôi hơn. Tôi sẽ tiết lộ nhiều điều cho bạn. Tôi muốn bạn chứng kiến những phép lạ kỳ diệu và cần cố gắng trong các vấn đề liên quan đến sức khỏe và gia đình. Đừng để lại những điều gì cho sau này. Tôi đưa cho bạn sức mạnh và trí thông minh để giải quyết các tình huống khác nhau ngay hôm nay. Gõ 555 để xác nhận đức tin. Tôi không muốn bạn tuyệt vọng vào phút cuối cùng và để mọi thứ trôi qua do không chú ý tới lời khuyên của tôi. Đừng sợ, hãy hành động, trái tim bạn dũng cảm và tôi không thấy sự nhát gan trong bạn. Bất kể bạn cảm thấy gì, hãy làm những điều tốt mà bạn cần phải làm và đừng sợ. Bạn sẽ không mất điều gì và không thiếu thốn gì. Và nếu bạn mất điều gì đó hoặc những người xung quanh bạn tức giận vì bạn quyết định cải thiện tình hình của mình và đưa ra những quyết định đúng đắn, hãy giao phó họ cho tôi. Hãy cầu nguyện cho họ nhưng đừng chú ý tới lời khuyên hoặc phàn nàn của họ. Những người tự nguyện tiến về vực thẳm không thể cung cấp cho bạn bất kỳ sự giúp đỡ nào. Tôi sẽ luôn ở bên bạn để giúp bạn trong mọi việc, nhưng xin hãy đặt tôi lên hàng đầu. Tôi không chỉ giúp bạn mà còn ban cho bạn nhiều phước lành quý giá hơn vàng. Ngay cả khi bạn cảm thấy thất bại và mất tinh thần, tôi sẽ đánh thức niềm khát khao sống và mạnh mẽ bạn. Những người xung quanh bạn và nhiều thế hệ tới sẽ chứng kiến lượng phúc lớn mà tôi ban cho bạn. Gõ 666 để lãnh nhận ơn phù trợ. Tôi sẽ thay đổi trang phục của bạn, đưa cho bạn vinh quang và xóa sạch những chướng ngại vật trên con đường của bạn. Ngôi nhà của bạn sẽ được tràn đầy vinh quang của tôi. Hãy tin điều này vì điều đó sẽ xảy ra. Hãy lắng nghe những lời này. Nếu bạn quá bận và phải rời đi, nhưng nếu bạn có thời gian, hãy nhận lời này mà sẽ mang lại cho bạn niềm hạnh phúc lớn. Tôi rất vui mừng với bạn, bạn đã chạm đến trái tim tôi. Dù cuộc hành trình của bạn khó khăn, bạn vẫn tiếp tục tin tưởng vào tôi và không từ bỏ. Do đó, hôm nay tôi xác nhận rằng tôi sẽ đổ thêm nhiều phước lành cho bạn và gia đình của bạn. Đừng nản lòng, đừng dừng lại. Hãy tiếp tục đi về phía trước và đừng sợ. Hãy giơ tay lên trời, ngay cả khi bạn mệt mỏi nhất trên hành trình của mình. Ngồi xuống và nói chuyện với tôi với những lời của riêng bạn, cho tôi biết suy nghĩ của bạn, kế hoạch của bạn và những gì bạn giữ trong trái tim mình. Thể hiện cảm xúc của bạn. Con người không sống bằng bánh mì mà còn phải sống bằng mọi lời của Ngài. Bánh mì tôi mang đến vào lúc này là để ban phước cho bạn, nuôi dưỡng bạn với sự thoải mái, sự yên tĩnh và sự tự tin. Gõ 777 để lãnh nhận ơn bình an cho gia đình. Tôi để lại bình yên cho bạn và bạn sẽ nhận được nó trong trái tim khi bạn cảm thấy rằng bạn không thể tiếp tục nữa. Hãy nhớ rằng ngọn lửa tình yêu của tôi sẽ nhắc bạn rằng tôi luôn ở bên bạn. Đừng đặt niềm tin của bạn vào con người vì họ có thể làm bạn thất vọng. Đừng để tâm hồn của bạn phụ thuộc vào sự ấm áp và sự chấp thuận của mọi người. Đúng là tôi đã tạo ra bạn để yêu và được yêu, nhưng cũng đúng rằng chỉ có tình yêu đích thực, vĩnh cửu và không bao giờ thất vọng của tôi mới là của bạn mãi mãi. Đừng trao trái tim của bạn cho những người có thể bỏ rơi bạn. Đừng giao phó tương lai của bạn cho những người sau khi nhận được tất cả lại ngừng yêu bạn. Gõ 888 để lãnh nhận ơn tài chính. Đừng để những người có thể quay lưng với bạn, làm tổn thương trái tim bạn và phá hủy cuộc đời bạn chiếm vị trí quan trọng nhất trong tâm hồn bạn. Niềm hy vọng bạn mong muốn đã được cầu nguyện và đây là lúc nó đến. Hãy tự nhắc mình rằng bạn không đơn độc, bạn không phải là một đứa trẻ mồ côi, ngay cả khi cha mẹ, gia đình hoặc con cái của bạn rời bỏ bạn. Tình yêu đẹp và sâu sắc nhất của tôi luôn sẵn sàng dành cho bạn. Hãy cảm nhận và biết rằng cha trên ở bên bạn. Tôi muốn giúp bạn vượt qua những khó khăn, vượt qua sự nản lòng và tiếp tục đi đến phía trước mà không bỏ lỡ đức tin của bạn, để bạn có thể chiến thắng và thịnh vượng. Hãy tin tưởng tôi như là cha trên của bạn thực sự. Hãy tự do nói chuyện với tôi, tâm sự với tôi và cho tôi biết nhu cầu của bạn.
hãy coi tôi như một người bạn lớn. Tôi giơ tay đến bạn và bạn có thể chắc chắn rằng tôi luôn lắng nghe bạn. Nói chuyện với tôi tốt cho tâm hồn của bạn, nó làm lành cho tâm hồn bạn. Đầy đủ tâm trí của bạn với sự bình yên và bằng cách diễn tả những gì bạn cảm thấy bằng lời của riêng bạn, nó kích hoạt đức tin của bạn và những phép lạ sẽ xảy ra. Hôm nay là ngày để nói cho tôi những điều bạn muốn nói, nhưng cũng để lắng nghe khi tôi nói với bạn. Gõ 999 để xin ơn Chúa cầu bầu cho chúng ta. Tôi không phán xét bạn, quở trách bạn hoặc nhắc nhở bạn về những lần bạn thất bại. Hãy cảm nhận rằng tinh thần của tôi đang nhẹ nhàng thì thầm trong tai bạn. Tôi đang nói với bạn rằng tôi yêu bạn và đợi bạn mỗi ngày với ánh sáng buổi sáng để bạn có thể mở mắt và với suy nghĩ của mình nói với tôi rằng bạn cần tôi và yêu tôi. Những lời đẹp này là sự tôn sùng, khen ngợi của bạn và chúng đến được tới ngai vàng của tôi khi mặt trời mọc. Sự hiện diện của tôi lấp đầy cuộc sống của bạn, gia đình và ngôi nhà của bạn với tình yêu và sự bảo vệ. Vì vậy, đừng quên rằng trong những thử thách bạn đối mặt, tôi sẵn sàng giúp đỡ bạn. Tôi sẽ không giữ lại những điều tốt đẹp bạn yêu cầu từ tôi. Tôi sẽ nhanh chóng trả lời những lời cầu nguyện của bạn và gửi chúng đến cho bạn với tình yêu của tôi. Trong những hành động nhỏ của sự biết ơn của bạn, bạn đã trung thành và tôi sẽ đặt bạn giữa những nhu cầu của bạn. Bạn đã biết ơn và vì lý do đó, tôi sẽ làm cuộc sống của bạn phong phú hơn. Bạn sẽ nhận được nhiều hơn những gì bạn đã yêu cầu từ tôi. Không thế giới, không con người nào có thể đem lại cho bạn tình yêu và sự bình yên mà tôi có thể ban cho bạn. Tôi đã trao cho bạn đức tin, sức mạnh, can đảm và kiên trì để di chuyển núi lớn, chiến thắng trong mọi thử thách bạn đối mặt và trỗi dậy chiến thắng. Bạn tin vào và phục vụ một Thiên Chúa thực sự, toàn năng và siêu nhiên. Hãy nói với tôi rằng bạn cảm thấy điều đó. Hãy nói chuyện với tôi. Hãy nói với tôi rằng bạn tin vào tôi. Bây giờ hãy đứng lên và sống cuộc đời của bạn với niềm vui. Hãy thực hiện những lời bạn nghe và đọc hôm nay. Tôi hiểu những lo lắng của bạn vì tôi biết rằng thường thì không có gì diễn ra như mong đợi và bạn cảm thấy bực bội. Hãy có sự kiên nhẫn. Gõ tạ ơn Chúa để xác nhận những gì Chúa đã làm cho chúng ta. Bạn đã trung thành và tôi sẽ đặt bạn giữa những nhu cầu của bạn. Bạn đã biết ơn và vì lý do đó, tôi sẽ làm cuộc sống của bạn phong phú hơn. Bạn sẽ nhận được nhiều hơn những gì bạn đã yêu cầu từ tôi. Không thế giới, không con người nào có thể đem lại cho bạn tình yêu và sự bình yên mà tôi có thể ban cho bạn. Tôi đã trao cho bạn đức tin, sức mạnh, can đảm và kiên trì để di chuyển núi lớn, chiến thắng trong mọi thử thách bạn đối mặt và trỗi dậy chiến thắng. Bạn tin vào và phục vụ một Thiên Chúa thực sự, toàn năng và siêu nhiên. Hãy nói với tôi rằng bạn cảm thấy điều đó. Hãy nói chuyện với tôi. Hãy nói với tôi rằng bạn tin vào tôi. Bây giờ hãy đứng lên và sống cuộc đời của bạn với niềm vui. Hãy thực hiện những lời bạn nghe và đọc hôm nay. Tôi hiểu những lo lắng của bạn vì tôi biết rằng thường thì không có gì diễn ra như mong đợi và bạn cảm thấy bực bội. Hãy có sự kiên nhẫn. Gõ tạ ơn Chúa để xác nhận những gì Chúa đã làm cho chúng ta. Tôi sẽ giúp bạn với tất cả những điều quan trọng đối với bạn. Tôi sẽ tiết lộ quyền năng vĩ đại của mình trong cuộc sống của bạn và biến những điều đã qua thành những kết quả ý nghĩa và tốt đẹp. Hãy ngẩng đầu lên và đừng khóc nữa, bởi vì tôi mang đến cho bạn những phúc lợi mạnh mẽ của mình. Từ ngày hôm nay trở đi, bạn sẽ đến bên tôi để cảm tạ những kỳ tích sẽ bắt đầu diễn ra trong cuộc sống của bạn. Hãy đón tôi ấm áp vào ngôi nhà của bạn và để tất cả thành viên trong gia đình tôn trọng và tìm kiếm tôi. Tôi đang thay đổi trái tim, đuổi đi nỗi đau và đang làm sạch ngôi nhà của bạn khỏi tất cả bệnh tật và sự khan hiếm, lấp đầy mọi góc tối với ánh sáng và sự cứu rỗi của tôi. Gõ tôi yêu Chúa, để xác nhận tình yêu của bạn đối với Chúa. Chỉ có tôi mang tới tình yêu vô tận và sự bình an cho bạn. Tôi bảo vệ cuộc sống của bạn và những người mà bạn yêu thương với khiên bảo vệ của mình.
tôi giữ cho bạn và gia đình của bạn an toàn dưới cánh của tôi và không có điều gì xảy ra với bạn. Tôi sẽ dẫn bạn trên những con đường của sự tốt đẹp và tình yêu, tách khỏi những lo lắng, nghi ngờ và sợ hãi. Tôi yêu bạn, tôi xem chừng bạn và tôi âu yếm bạn một cách dịu dàng. Hãy mở rộng trái tim của bạn và nhận tất cả tình yêu của tôi dành cho bạn. Tôi mong muốn bạn dành nhiều thời gian hơn với tôi trong vòng tay của thiên nhiên thanh bình, nơi tôi sẽ cung cấp dinh dưỡng cho tâm hồn của bạn và mang lại sự trẻ trung cho tinh thần mệt mỏi của bạn. Hãy cảm nhận quyền năng thiêng liêng của tôi di chuyển dọc theo con đường của bạn, nhẹ nhàng mở cửa và quét đi mọi tiêu cực đã làm tổn thương bạn. Tôi đã làm sạch bạn khỏi tội lỗi của bạn và giải phóng gánh nặng mệt mỏi khỏi vai của bạn, để mỗi ngày bạn có thể trở nên mạnh mẽ và dũng cảm hơn. Hãy đặt niềm tin vào tôi vì mọi thứ đang làm việc cho lợi ích của bạn. Gõ Chúa ơi, hãy giúp chúng con. Đế xin Chúa giúp đỡ. Thiên thần của tôi không ngừng thực hiện các mệnh lệnh của tôi để tắm cho bạn với những phúc lợi dồi dào. Hãy củng cố đức tin của bạn và nói tên tôi với niềm đam mê, vì bạn là người được tôi yêu thương sâu sắc và mãi mãi. Vấn đề chỉ có bạn và tôi biết sẽ an toàn trong tay tôi và sớm được giải quyết. Hãy tuyên bố niềm tin của bạn vào tôi và tìm được sự yên bình bạn tìm kiếm. Tôi muốn bạn học cách nghỉ ngơi trong những lời hứa của tôi. Tôi đã nghe thấy tiếng la hét của bạn khi bạn không chắc chắn về điều gì nên làm. Đó là lý do tại sao tôi đã đến để nói cho bạn đầu hàng tất cả với tôi và có đức tin vững chắc. Những cánh cửa sẽ mở ra, những cơn bão sẽ qua đi và những phúc lợi của bạn sẽ đến. Đừng sợ hãi, vì tôi luôn đứng bên cạnh bạn để giúp đỡ bạn. Đừng nản lòng, vì tôi yêu bạn. Hãy tiếp tục vững bước, chống lại và tôi sẽ cung cấp cho bạn sức mạnh và sự kiên trì để vượt qua những thử thách mà bạn đang đối mặt dưới cánh của tôi. Kẻ thù không thể gây tổn hại cho bạn và khi bạn mệt mỏi, tôi sẽ giúp bạn vực dậy và an ủi bạn bằng tình yêu vô tận của mình. Nếu bạn cần chia sẻ những bí mật trong trái tim, mang một gánh nặng nặng nề hoặc tiết lộ nỗi đau ẩn giấu mà bạn không thể chịu đựng được nữa, hãy tâm sự với tôi. Tôi sẽ không phán xét bạn hoặc lên án bạn. Gõ 1010 để xin ơn thánh hóa gia đình. Những bí mật của bạn được an toàn với tôi. Tôi đã rơi máu để cung cấp cho bạn sự tha thứ và tôi không muốn bạn còn đau khổ vì lo lắng, căng thẳng và nỗi sợ hãi. Tôi đã nói với bạn nhiều lần để mang lại sự bình yên và sự tự tin cho bạn. Nếu bạn để lo lắng kiểm soát tâm trí của bạn, sức khỏe và gia đình của bạn sẽ chịu thiệt thòi. Nếu bạn cho phép tin tức xấu xao nhòa đi đức tin và niềm tin của bạn, bạn sẽ mở cửa cho thất bại và tuyệt vọng. Tôi không giận dữ với bạn hoặc muốn trừng phạt bạn. Những thử thách mà bạn đang đối mặt là rất nhiều, nhưng tôi đang trong quá trình biến chúng thành tốt đẹp nhất cho bạn vì tôi yêu bạn sâu sắc. Vì vậy, đừng sợ hãi, hãy đến và trò chuyện với tôi. Tôi muốn tiết lộ kế hoạch của mình cho bạn, hướng dẫn bạn và truyền đạt cho bạn sự khôn ngoan để bạn có thể chọn đúng con đường trong cuộc sống của mình. Tại thời điểm này của cuộc đời bạn, thời gian không thể bị lãng phí. Bạn không thể đi qua các ngày của mình mà không nghĩ đến tương lai của mình. Gõ 1111 để xin công việc suôn sẻ. Tôi sẽ xử lý những điều đó bằng cách tập trung vào những gì phía trước. Mong muốn của tôi là bạn sẽ trở thành một cá nhân thành công, được tôn trọng và ban phước, gieo trồng những hạt giống tình yêu và gặt hái những trái ngọt ngào của niềm vui và thịnh vượng. Tôi đã ban tặng cho bạn những món quà của tình yêu, sự tha thứ và khả năng tiếp nhận lời của tôi một cách siêu nhiên. Tôi muốn bạn thể hiện tình yêu của tôi thông qua hành động của bạn đối với gia đình, chạm đến cuộc sống và trái tim của nhiều người bằng đôi tay của bạn. Gõ Chúa là tình yêu của tôi, để xác nhận là bạn rất yêu Chúa. Tôi đang nâng cao niềm tin của bạn lên những đỉnh cao mà bạn chưa từng trải nghiệm và nếu cần, tôi sẽ nhắc nhở bạn hàng ngày hãy nhìn chăm chú vào tôi. Tôi đang xóa tan những nỗi lo âu của bạn, chữa lành những cảm xúc của bạn và đưa đi những nỗi đau của bạn.
trái tim của bạn đang trải qua một sự biến đổi toàn diện và bạn sẽ chứng kiến bằng mắt thấy cách tôi hỗ trợ và giúp đỡ bạn trong tất cả những nỗ lực của bạn. Tôi sẽ bao bọc bạn bằng tình yêu của tôi, bảo vệ bạn khỏi mọi nguy hiểm và giúp bạn tỏa sáng sức mạnh và quyền năng của tôi đến với thế giới bằng nụ cười của bạn. Tôi đang đặt những món quà đặc biệt, tài năng, những người bạn đáng kính và một gia đình đầy niềm tin vào cuộc đời của bạn. Họ sẽ đến và yêu quý bạn, tôn trọng bạn và chứng kiến những kỳ tích tôi đang làm việc bên trong bạn. Sức mạnh và mong muốn sống của bạn đang tăng lên. Đừng quên rằng kẻ thù sẽ gửi đến những người tiêu cực đối với bạn, những người chỉ nhìn thấy mặt trái, thiếu niềm tin và nhiệt huyết. Gõ 3434 để xin Chúa ban bình an hôm nay và mãi mãi. Đừng để ý đến họ, bởi họ chỉ muốn khiến bạn nản lòng và tràn đầy tiêu cực. Hãy dũng cảm để là chính mình, làm việc chăm chỉ, đứng vững và cứng rắn trong mỗi khoảnh khắc của cuộc đời. Bạn được yêu thương, được hỗ trợ và được ban phước bởi tôi. Hãy tiếp tục với một nụ cười bởi bạn thật đặc biệt với tôi. Hãy dành một phần của mỗi ngày để đọc lời của tôi. Hãy cẩn thận với những bước đi và những lời bạn nói. Giữ bí mật và điểm yếu của bạn. Tôi sẽ đưa những người đáng tin cậy vào cuộc đời của bạn. Những người tin tưởng bạn sẽ giúp đỡ và hỗ trợ bạn. Tôi có sức mạnh để giúp bạn giải phóng gánh nặng. Tôi sẽ giải quyết những vấn đề mà bạn đã tâm sự với tôi. Điều này tôi hứa với bạn. Tôi sẽ chạm vào tâm hồn của bạn, làm dịu trái tim của bạn và thì thầm những lời yêu thương để củng cố và mang lại sự bình yên. Bạn không cần phải chịu đựng những cơn bão trong đầu bạn ngày qua ngày. Không có lý do gì để chịu đựng khi mà người khác ra lệnh cho bạn. Nếu tôi nói với bạn rằng có sự bình yên trong tâm hồn bạn, hãy tin vào những lời mạnh mẽ đó, chúng có thể làm lành lành bạn. Tôi muốn nghe lời cảm ơn từ đôi môi của bạn, đừng quên bất kỳ món quà, phước lành và lợi ích nào mà tôi đã ban cho bạn. Tôi tha thứ tội lỗi của bạn và không nhớ lại chúng nữa. Tôi chữa lành bệnh tật cho bạn, giải cứu bạn khỏi cực đau và thỏa mãn tâm hồn bạn với lòng thương xót và tình yêu. Nếu bạn đầu hàng trái tim của mình cho tôi hôm nay, bạn sẽ không bao giờ đói khát tình cảm hay khao khát sự chú ý nữa. Bạn sẽ không còn tìm kiếm sự hỗ trợ của những người bạn giả dối hoặc khao khát sự chấp thuận của những kẻ vô ơn và phản bội. Tôi sẽ là bạn, người đồng hành, nguồn dinh dưỡng, thiên chúa của bạn, vua của bạn, chủ chăn của bạn, nhà cung cấp của bạn và người chữa lành của bạn. Tôi sẽ mở mắt tinh thần của bạn để bạn có thể hiểu những lời này. Hôm nay, hãy bước qua cánh cửa này vào một cuộc sống siêu nhiên mới và đừng quay lại ngôi nhà đau khổ. Tôi có những phép lạ phi thường và kỳ diệu đang chờ bạn, những điều mà bạn chưa hề yêu cầu. Tôi sẽ bao quanh bạn bằng những phước lành vì tình yêu của tôi là vĩnh cửu và không đổi. Nếu bạn đã trao trái tim của mình cho tôi và cam kết theo đuổi tôi với sự kiên định và trung thành, thì không ai có thể cướp bạn khỏi tay tôi. Tuy nhiên, kẻ thù gian ác rình rập, hy vọng rằng bạn sẽ trở nên lơ đễnh, nhìn lại quá khứ hoặc hoài nghi những lời này. Nếu bạn để hoài nghi xâm nhập, nó có thể bắt lại bạn một lần nữa. Không ai có thể đụng chạm đến bạn hoặc gia đình của bạn, điều này rất quan trọng và bạn không được quên điều đó. Kẻ thù nhắm vào bạn để đạp đổ niềm tin và sự ổn định tinh thần của bạn. Kẻ ác và đầy thù hận không thể chứng kiến một người mạnh mẽ như bạn. Họ biết rằng sự kết thúc của họ gần kề và các cuộc tấn công của họ yếu ớt và vô ích. Khi bạn không sợ hãi và tinh thần bạn vững chắc ngay cả trong những thử thách bất ngờ, bạn sẽ trải nghiệm được sự bình an, ổn định, trưởng thành tinh thần, kiểm soát bản thân và sức mạnh siêu nhiên. Trong trái tim bạn, không có dấu vết nhát gan hay sợ hãi. Đôi chân của bạn sẽ không run rẩy trong nỗi sợ hãi. Lo âu sẽ không kiểm soát bạn khi những thách thức và xung đột bất ngờ xuất hiện. Hãy kiên quyết đứng vững, đừng đưa ra quyết định dựa trên cảm xúc của bạn. Hãy bình tĩnh và thanh thản. Hãy nhớ những lời này. Tôi đang nói với bạn, hãy lắng nghe tôi một chút và để tình yêu và hòa bình của tôi tràn ngập bạn vào thời điểm này.
Tôi trao cho bạn ân huệ và phước lành, ước mong thấy bạn thịnh vượng mãi mãi bên cạnh tôi trong thiên đường. Hãy chấp nhận nó và sống cuộc đời của bạn trên trái đất với sự nhiệt huyết, sự đam mê, mục đích và tầm nhìn với sự quyết tâm không lay chuyển để làm điều tốt và mang lời của tôi đến những góc xa nhất của vũ trụ. Vì thông qua đôi tay của bạn, tôi sẽ làm việc kỳ diệu. Tôi sẽ mang đến động lực và sự an ủi cho những linh hồn tìm kiếm tôi và cung cấp sự nuôi dưỡng tinh thần cho những kẻ cần thiết. Hãy đi với sự tự tin và không cho phép ghen tị của kẻ ác chiếm đoạt cuộc đời của bạn. Hãy đặt niềm tin của bạn vào tôi để bạn có thể trải qua sự yên bình vô tận. Hãy nhớ những lời hứa của tôi khi sự đe dọa xảy ra và thánh linh của tôi sẽ bao phủ bạn trong sự an toàn. Điều đó là ý muốn của tôi cho bạn và gia đình bạn được bao phủ bởi một lớp khiên không thể xuyên thủng, được bảo vệ bởi các thiên thần chiến binh của tôi vào mọi thời điểm. Sự bảo vệ của tôi luôn có mặt và hãy dựa vào tôi để cám dỗ không thể áp đảo bạn. Hãy vui mừng với sự hiểu biết về tình yêu vô tận của tôi, vì nó mang lại phúc lộc dồi dào. Bạn sẽ không bao giờ thiếu sự bảo vệ của tôi dù cho cuộc đời có ném những trở ngại gì về phía bạn. Đừng sợ hãi, phước lành của tôi là của bạn và chúng không thể bị lấy đi. Tôi dành một tương lai vĩnh cửu của sự bình an phi thường cho bạn. Hãy tìm kiếm tôi và lắng nghe lời khuyên của tôi để đứng vững khi sự cám dỗ gọi đến. Chiến thắng của bạn, cuộc đời của bạn, sự thanh thản của bạn, đức tin của bạn được củng cố và nhận thức tâm linh của bạn được nâng cao. Đó là những phần thưởng cho niềm tin kiên trì của bạn và quyết định theo tôi đến cùng cực. Tôi đã đảm bảo nó cho bạn bằng những sự hy sinh lớn, nhưng bạn phải chấp nhận nó với sự tín nhiệm, biết ơn và khiêm tốn. Đó là một món quà tình yêu mà tôi khao khát trao cho bạn. Đơn giản chỉ cần nói với tôi, Thiên Chúa của tôi chấp nhận và chấp nhận thử thách. Tôi sẽ không sợ vô lý và tôi sẽ không quay đầu lại. Nếu bạn cần sự ôm của tôi, hãy nói với tôi. Nếu bạn tìm kiếm tình yêu ngọt ngào và sâu sắc của tôi, hãy hỏi tôi. Đừng sợ hãi nếu bạn tin rằng tôi sẽ từ chối bạn. Xóa bỏ nghi ngờ đó khỏi đầu bạn ngay bây giờ. Tôi không giống như những người đã làm tổn thương bạn. Tôi không giống như những người đã từ chối bạn. Họ đưa ra điều kiện để bạn có được một mẩu tình yêu, nhưng tôi đã chết trên thập giá cho bạn. Tôi đã rơi nước mắt và chịu đau đớn khó tưởng tượng để đảm bảo rằng bạn biết đến sâu sắc tình yêu của tôi dành cho bạn. Đừng so sánh tôi với những người đã gây ra đau đớn và khổ đau cho bạn. Tôi không giống những người đặt điều kiện cho tình yêu của họ mà thay vào đó, tôi đã hiến dâng cuộc đời trên thập giá cho bạn. Rơi nước mắt và chịu đau đớn vô cùng để bạn có thể hiểu sâu sắc tình yêu của tôi dành cho bạn. Thông qua sự phục sinh của tôi, bạn đã tìm được sự cứu rỗi và trái tim của bạn đã mở ra với ân sủng và lời dạy của tôi. Cùng nhau, chúng ta đã được tái sinh. Kẻ thù tàn ác từng tìm cách hại bạn đã bị đánh bại và bị sỉ nhục. Sự lựa chọn của bạn để ôm lấy tình yêu, sự sống và sự tha thứ đã cứu rỗi bạn trong mắt tôi. Bạn là một đứa con xinh đẹp và được trân trọng. Tôi mong muốn ôm bạn thật gần, thì thầm tình yêu vào trái tim bạn. Tôi cũng muốn bạn đứng lên và đối mặt với những thử thách của cuộc đời với sự tự tin, biết rằng sự hiện diện của tôi sẽ luôn bảo vệ và cung cấp cho bạn, ngay cả khi bạn bị bạn bè phản bội. Đôi khi, tôi không thể đáp ứng tất cả những mong muốn của bạn, nhưng hãy tin rằng tôi luôn tìm kiếm điều tốt nhất cho bạn. Tôi sẽ ban cho bạn sức mạnh, sự sống và hạnh phúc thật sự. Một tương lai tốt đẹp đang chờ đợi bạn. Vì vậy hãy tiếp tục nuôi dưỡng tinh thần của bạn với những lời dạy của tôi để bạn không lạc đường giữa những cơn địa ngục của cuộc sống. Kẻ thù sẽ xuất hiện như một con sư tử gầm thét, cố gắng phân tán và bẫy bạn. Hãy giữ liên lạc liên tục với tôi và giữ tai mình luôn luôn động vào giọng nói của tôi. Tôi sẽ tiết lộ những điều kỳ diệu cho bạn trong giấc mơ của bạn và dẫn dắt bạn trên con đường đúng đắn. Hãy nhạy cảm và vâng lời dạy của tôi. Bạn sẽ tìm thấy sự nghỉ ngơi,
sức mạnh và sự tự tin biết rằng Cha Thiên Thần của bạn luôn ở bên cạnh bạn. Xin chào đứa con yêu dấu của tôi, bạn cảm thấy thế nào hôm nay? Tôi nghe lời cầu nguyện của bạn và cảm nhận được sự thay đổi trong trái tim bạn. Tôi nghe rõ từng lời bạn nói và những giọt nước mắt quý giá của bạn, đầy niềm tin. Sự dũng cảm của bạn để đương đầu với mỗi ngày mới dù có những gánh nặng trên vai khiến tôi rất vui mừng. Đây là tinh thần tôi trân trọng, sự quả cảm mà bạn đối diện với những thử thách của cuộc sống, biết rằng tôi sẵn sàng giúp đỡ. Niềm tin của bạn phi thường và sẽ dẫn đến những sự thay đổi kỳ diệu trong cuộc đời bạn. Tôi rất vui khi chứng kiến những chiến thắng của bạn. Bạn không được tạo ra để trốn tránh hoặc im lặng. Nếu bạn bao giờ cảm thấy sợ hãi trỗi dậy, hãy đẩy nó ra bên ngoài bằng danh hiệu của tôi. Nghỉ ngơi khi cần thiết, vì tôi không mong đợi bạn phải bận rộn không cần thiết. Đừng tự gánh vác những lo lắng vô ích. Niềm tin và sự bình an của bạn mang lại niềm vui cho tôi. Hãy nghỉ ngơi khi cần thiết, chiến đấu khi tôi ra lệnh, và lấy những khoảnh khắc để thở. Tôi sẽ chiến đấu cho bạn trong các trận chiến của bạn. Niềm tin của bạn làm tôi vui lòng và sự chân thành của bạn làm ấm lòng tôi. Tôi rất vui khi bạn đến với tôi mỗi ngày để tìm kiếm sự hiện diện của tôi. Hãy lắng nghe kỹ lưỡng, con yêu dấu của tôi. Khắc sâu lời dạy của tôi vào tâm hồn con. Ý muốn của tôi rõ ràng và tôi sẽ thực hiện nó. Để thật sự làm hài lòng tôi, tất cả những gì bạn cần là niềm tin vững chắc, niềm tin vào sự thật của tôi và sự hiểu biết rằng tôi có vô số phúc lành dành cho bạn. Đó là lời hứa của tôi và tôi sẽ không dao động. Hãy chấp nhận những phúc lành của tôi với sự khiêm tốn và không đưa ra bất kỳ lý do nào. Nếu bạn thực sự muốn làm hài lòng tôi, hãy chấp nhận ý muốn của tôi, biết rằng tôi yêu bạn sâu sắc và tình yêu của tôi dành cho bạn là vĩnh cửu. Tình yêu của tôi chữa lành, an ủi và bao quanh bạn bằng sự bảo vệ và tình thương. Bạn đã trải qua một mùa khó khăn và cô đơn, cảm thấy bị bỏ rơi và quên lãng, nhưng giờ đây đã phải để lại phía sau. Hôm nay, tôi đến để làm cho bạn mạnh mẽ hơn và xua tan nỗi tuyệt vọng trong tâm hồn bạn. Lời hứa của tôi sẽ không bao giờ rời lời nói của bạn. Bạn sẽ nói chúng và nhớ rằng nếu bạn cảm thấy cô đơn, hãy kêu gọi tôi và tôi sẽ ở bên cạnh bạn mỗi ngày. Khi những lo lắng tràn ngập bạn, hãy đến với tôi để được nghỉ ngơi trái tim của bạn. Hãy nhớ rằng tôi là Chúa Chiên của bạn và bạn sẽ không thiếu thứ gì. Tôi giữ trong tay những phước lành hoàn hảo và bạn sẽ không thiếu thứ gì. Tôi là con đường đến cứu rỗi và sự hiện diện thiêng liêng của tôi xua tan mọi nỗi sợ hãi trong cuộc đời bạn. Rễ của bạn sẽ được trồng bên cạnh nước sống và trái cây của bạn sẽ ban phúc cho gia đình bạn và nhiều người khác nữa nếu bạn tìm kiếm điều gì đó đích thực và vĩnh cửu, nếu bạn khao khát tình yêu chân thật. Tôi ở đây vào những ngày bạn cảm thấy muốn khóc mà không có lý do. Hãy tìm sự ẩn náu trong tình yêu của tôi. Bạn không có lựa chọn nào khác. Nhiều người có thể đưa cho bạn sự âu yếm nhưng lại mong đợi một điều gì đó để đổi lại. Họ luôn đòi hỏi nhiều hơn. Họ có thể hứa sẽ kiên nhẫn, hữu nghị hoặc thậm chí là hạnh phúc nhưng khi bạn không còn gì để cho, họ bỏ mặc bạn. Trên thế giới này, không ai có thể cung cấp cho bạn những gì tôi đem lại, tình yêu, sự bình an, sự chữa lành và niềm tin vững chắc. Hãy đến và nhận những phúc lành này ngay bây giờ. Chúng là của bạn, hoàn toàn miễn phí. Tôi không bán chúng, tôi chỉ yêu cầu trái tim, niềm tin, lòng trung thành và sự cam kết vững chắc của bạn để bỏ lại quá khứ và bắt đầu một cuộc hành trình mới với tôi. Mở rộng niềm tin của bạn về một tương lai mới, đón nhận nó với sự tự tin, kiên nhẫn và nói ra những lời này. Tôi đầu hàng mình cho Ngài. Tôi tin vào lời Ngài với tất cả trái tim mình và tôi đáp lại, con của Ngài, tôi nhận niềm tin của mình. Hãy chuẩn bị cho một trận mưa phúc lành tuyệt vời mà tôi sẽ đổ xuống cho bạn hôm nay. Tôi sẽ chứng tỏ cho bạn rằng tôi yêu bạn đến cùng cực. Tình yêu của tôi là chân thành và trái tim của bạn có thể cảm nhận được điều đó.
nhìn xung quanh bạn và đánh giá những điều và chi tiết tôi cung cấp để bất ngờ bạn, để thu hút sự chú ý của bạn. Tuy nhiên, bạn có những kẻ thù, họ khinh thường sự tự tin mà họ thấy ở bạn. Họ ghen tị với nhân cách của bạn vì nó đe dọa đến ý đồ xấu xa của họ. Họ cảm thấy thất bại ngay trước khi tấn công bạn vì họ biết rằng bạn đã có sự bảo vệ của tôi. Tôi yêu bạn và sẽ bảo vệ bạn. Vũ khí duy nhất của họ là tấn công bạn bằng nghi ngờ và những lời đe dọa hư vô. Họ xung quanh bạn, hô hào và cố thuyết phục bạn rằng bạn sai lầm, rằng không có tình yêu, rằng bạn không phải con của tôi, rằng tôi không tồn tại và rằng những cuộc đấu tranh của bạn không có mục đích hay định mệnh. Nhưng tinh thần của bạn biết sự thật. Từ khi bạn mở mắt ra, bạn đã biết và cảm nhận được tình yêu của tôi bao trùm bạn. Tình yêu vĩ đại này khiến bạn mạnh mẽ, đưa bạn lên và cung cấp năng lượng cho bạn để tiến lên, chiến đấu và chiến thắng ngày qua ngày. Bạn thuộc về tôi, và tôi sẽ giám sát bạn, ngay cả khi bão tố làm đổ vỡ núi non, đất đai rung chuyển và mở ra những kẽ hở sâu thẳm. Đứa con yêu dấu, không có chuyện gì sẽ xảy ra với bạn hoặc gia đình của bạn, bạn an toàn trong tay tôi. Hãy đặt niềm tin vào lời tôi nói, tin vào tình yêu của tôi, dựa vào những lời hứa của tôi, tin vào sức mạnh chữa lành của tôi. Tôi là người cung cấp cho bạn. Tôi là ngọn lửa đốt cháy niềm đam mê cho cuộc sống, đốt cháy đi những suy nghĩ tuyệt vọng và tái tạo lại tình cảm bạn dành cho gia đình. Đừng mở cửa cho sự tuyệt vọng, đừng lừa dối những người yêu và tin tưởng bạn, đừng chơi với những suy nghĩ ràng buộc, đừng giữ bí mật trong linh hồn mà giết chết bạn. Tôi là cha của bạn, là thượng đế của bạn, tình yêu của tôi hiển nhiên trong cơ hội tuyệt vời này mà tôi trao cho bạn. Tôi đã yêu bạn và tôi vẫn yêu bạn, bất kể khuyết điểm của bạn. Tôi sẽ tiếp tục ban phước cho bạn. Đến lúc thay đổi, bước đi bằng đức tin vào một cuộc sống tự do. Lời nhắn này dành cho bạn và chỉ cho bạn. Tôi yêu bạn và hôm nay bạn có thể cảm nhận được điều đó. Hãy quay lại ngày mai vì còn nhiều điều tôi muốn nói với bạn. Hãy nói với tôi bây giờ rằng bạn yêu tôi. Amen. Cuối cùng, nếu bạn muốn ủng hộ kênh của chúng tôi, vui lòng xem xét quyên góp bằng cách sử dụng tính năng Super Thanh. Chúng tôi cũng khuyến khích bạn đăng ký kênh của chúng tôi để cập nhật những video mới nhất. Nếu bạn đồng ý với nội dung của chúng tôi, xin hãy bình luận và cũng bình luận rằng Chúa tốt lành. Cảm ơn đã xem theo dõi chúng tôi khi chúng tôi chia sẻ lời Chúa Giê-xu của chúng tôi bằng cách đăng ký kênh, cũng như và chia sẻ. Hẹn gặp lại bạn trong video tiếp theo của chúng tôi. Chúa chúc lành bạn. Cuối cùng, cảm ơn bạn đã dành thời gian để xem video này và lắng nghe lời nhắn từ Chúa. Điều quan trọng nhất là bạn nhớ rằng mình được tạo ra với một mục đích và số phận riêng và sẽ luôn được Chúa đồng hành và ủng hộ trong cuộc sống. Những thử thách và trở ngại sẽ không bao giờ làm bạn suy sụp nếu bạn luôn tin tưởng và dựa vào sức mạnh của Chúa. Amen. Chúa phù hộ các bạn.